Rồi, đoạn 1. Every week, millions of dollars are spent and won on lottery tickets. Là hàng triệu đô la được chi và được thắng nhờ vào vé số. The jackpot in many lotteries can be as much as $100 million. And winners suddenly find themselves with more money than ever before. Cái giải jackpot trong nhiều cái sổ số á có thể lên đến 100 triệu đô và người thắng cuộc đột nhiên là thấy bản thân mình là có nhiều tiền hơn trước đây. Rất là nhiều. Many will have enough to purchase a new car, build a luxury house, take a holiday and quit working. All within a short amount of time. Nhiều người sẽ có đủ thời gian để mua xe mới, xây nhà, đi du lịch và nghỉ đi làm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. The lucky few who hit the jackpot, however, may end up with problems. Tức là một vài người mà may mắn mà giành được giải jackpot nổ hũ thì end up, kết cục là có problems, có vấn đề. More than they had before, they struck it rich. Trước khi họ trở nên giàu có. Theo như cái ông này nè, một cái Financial Planning Institute in San Francisco, là cái viện phân tích tài chánh, viện kế hoạch tài chánh của San Francisco. Two out of three winners spend all their winnings within 5 years. Hai trong số ba người thắng cuộc chi tất cả tiền mà thắng được á trong vòng 5 năm. Newly affluent lottery winners are actually in quite a tricky situation. And lottery organizers employ counselors who help jackpot winners. Những cái người thắng cuộc vé số mới á, thì thường là ở trong một cái tình huống gọi là tricky, một cái tình huống tréo ngoe. Và các cái nhà tổ chức bán vé số họ thuê counselors, tức là thuê tư vấn viên để mà giúp cho những cái người thắng jackpot. These counselors encourage winners to get advice from financial experts, such as accountants, and about how best to invest their windfall. Những cái người mà tư vấn á, họ sẽ khuyến khích người winners, người thắng cuộc, để lấy lời khuyên từ các chuyên gia tài chính, rồi ví dụ như là kế toán nè, tốt nhất là nên đầu tư vào cái windfall, tức là đầu tư cái tiền mà hắn được, cái tiền mà trên trời rơi xuống. Nó trên trời rơi xuống, thực ra nó là mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu con người trong xã hội gom về cho một người. Counselors also help winners understand how their lives may change for the better. Cái người mà tư vấn cũng giúp người thắng cuộc hiểu là cuộc đời của họ sẽ thay đổi như thế nào để tốt hơn, for the better. And possibly for the worse. Và cũng có thể là cho những cái điều tồi tệ hơn. Luckily, many jackpot winners manage their fortunes sensibly. Cũng may là có nhiều người thắng độc đắc là quản lý cái tài sản của họ khá là kỹ lưỡng. Some winners, however, do not use the money wisely. And as a result, end up getting into various unforeseen difficulties. Một vài người thắng cuộc là không có dùng tiền một cách khôn ngoan và kết quả là end up getting into various unforeseen difficulties. Kết cục là đi vào những cái, bước vào những cái khó khăn mà unforeseen, không thể thấy trước, mà rất là nhiều luôn, various, tức là đa dạng. Không, dẫm chân vào những cái khó khăn không thể nhìn thấy trước. Hả? Ở đây, trước khi mà sửa bài, thầy cũng nói một chút, chia sẻ một chút cái này là
nghe được được nghe người ta dạy, bây giờ thì chia sẻ lại nha. Đó là cái mà tiền mà hãng vé số nó không phải là niềm vui đâu, nó không phải là niềm vui, mà cái tiền hãng vé số nó là trách nhiệm với cuộc đời, trách nhiệm với cuộc đời. Là cái người đó khi mà họ có tiền là họ phải bắt đầu là tính cái chuyện là đem cho cái chỗ này, đem cho cái chỗ kia, đem giúp cái chỗ nọ, mà giúp cái người cần giúp đó nha, chứ không phải cái người mà họ không cần giúp, cái người mà họ giàu sẵn là đã đem tiền cho thêm, không phải. Kiếm cái người nghèo khổ thiếu thốn đem cho, rồi đem nhà mở, máy ấm, viện dưỡng lão, đình chùa thờ miếu gì đó, các thể loại, đi làm từ thiện các thể loại, xây cầu đắp được. Chứ tiền vé số không phải là tiền để hưởng. Chỉ có cái người mà ngu á mới nghĩ rằng cái tiền đó là tiền để hưởng. Còn cái người mà thông minh trí tuệ thì mới biết rằng cái đó chính là trách nhiệm với cuộc đời, trách nhiệm với cuộc đời, với con người. Tại vì tiền đó là công sức, mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người đưa về cho mình. Nó không phải để một mình hưởng cho mình với gia đình của mình, mà để mình xây dựng ngược trở lại cho xã hội, đóng góp ngược trở lại cho xã hội. Thì cái người đó sẽ trong tương lai sẽ không bao giờ gặp những cái điều khó khăn khốn khổ. Còn hãy trúng được cái bắt đầu là lo cái gì, mua chiếc xe, mua miếng đất, mua cái nhà, rồi đi du lịch năm châu bốn bể, rồi hưởng các cái thú vui trên đời. Thì chừng một thời gian sau là em sẽ thấy là khổ và nghèo và vất vả hơn cả cái lúc chưa trúng số. Ở dưới miền Tây á, rất là nhiều người ở dưới đó là nào giờ mà chạy xe ôm, làm nông, làm ruộng mà có bao giờ mà nghe chữ tỷ đâu. Trúng một cái là mấy tỷ lọt vô nhà. Mà cái người trí nó kém á, là cái đồng tiền điều khiển sai khiến họ là họ xài bậy. Thành thử là vài năm sau là tiêu tan hết toàn bộ cái gia sản đó, là ra đường đi đi làm lại tiếp tục cái công việc hay làm nông hay đi làm xe ôm mà nghèo hơn cái hồi chưa trúng số nữa. Cho nên là kỳ cẩn thận, lỡ trúng số là biết là mình đang ẵm một cái cục trách nhiệm lớn đối với cuộc đời, chứ không phải là cái để hưởng. Nhiều người cũng không hiểu nên rốt cuộc là tan tành hết. Thì bây giờ nó hỏi em nè, cái chữ jackpot ở trong đoạn 1 á có nghĩa là cái gì? Jackpot là cái giải lớn nhất, đúng không? Cái giải cao nhất, cái giải lớn nhất. Tức là câu nào, chọn câu nào? Chọn câu C. Chọn câu C, the biggest prize. Rồi đó, đúng rồi. Câu 2 này, cái chữ purchase ở đoạn 1 á là thay thế bằng chữ gì? Purchase. Từ buy. A buy, mua. Rồi. Cái chữ affluent ở đoạn 2 nghĩa là gì? Em cha là thấy là sung túc, giàu có. Và bốn từ em tra thì từ câu D là gần, câu D là gần wealthy, giàu có. Rồi, windfall nghĩa là gì? Nghĩa là gì tuyệt thấy... không mà nó tiếc tiền. Dạ bạn tiếc đi vệ sinh xíu thầy, nay bạn rồi vậy chọn câu đó là chọn gì? Dạ nãy thầy mới dịch ra luôn thì chọn câu câu B thầy, tiền không mong đợi. Rồi, unexpected money. Rồi, con có tiền bắt đầu làm gì? Mua nhà, mua xe, đi du lịch,
nghỉ làm đúng không? Ích kỷ, hưởng thụ, đó là bản chất của con người, bản năng rồi. Chứ hiếm có ai mà mua cái xe rồi rồi về là chia sẻ cho mọi người để được sử dụng, để được hưởng lợi từ cái xe đó. Ai có xe rồi cũng chạy mình hết rồi. Không, đâu có cho dám cho ai mượn đâu. Làm cực quá mới có tiền mua, mua rồi giữ mình chạy mình luôn, không dám cho ai mượn chạy. Seasonal affective disorder có nghĩa là rối loạn ảnh hưởng theo mùa, seasonal, được biết như là the winter blues, can do more than put a person in a bad mood, có thể mần nhiều hơn cái chuyện là cho người ta một cái bad mood, cái tinh thần tồi tệ. According to psychologist at the University of Chicago School of Medicine, the winter blues is a serious cyclical depression that can drastically affect a person's work performance. Là theo như các psychologist, nhà tâm lý học ở trường Y của Chicago, Đại học Chicago, thì winter blues là một cái bệnh trầm uất, trầm cảm nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng, drastically, lên khả năng làm việc của một người. One reason that SAD, SAD, becomes such a problem in the workplace is that people go to extreme measures to combat in cyclical depression. Một cái lý do mà SAD trở thành một cái vấn đề ở chỗ làm đó là người ta go to extreme measures. Ở đây nhìn cái chữ go to, cái mình tưởng là đi đâu mà không phải. Go to extreme measures có nghĩa là dùng, ha, sử dụng các cái biện pháp tiêu cực, hoặc là ý là dùng những cái biện pháp mà cực đoan, extreme là cực đoan, người ta sử dụng những cái biện pháp cực đoan để mà chống lại, combat, chống lại cái trầm uất đó. But while some people compensate for the lack of sunshine by overeating, others rely on alcohol to improve their spirits. Là một vài người để đền bù cho cái việc là thiếu ánh nắng mặt trời á, thì họ overeating, tức là ăn quá lố. Còn người khác thì lại dựa vào alcohol, dựa vào cồn để mà improve their spirits, để mà cải thiện cái tinh thần của họ. Both of these indulgences cause people to feel less motivated at home and on the job. Cả hai cái sự indulgences, cả hai cái sự rối loạn này nè, nó làm cho người ta cảm thấy là ít có động lực làm việc ở nhà và trong công việc luôn. In his recent bestseller, Building a Healthy Workforce, Michael E. London, MD, suggests that approximately 15 million Americans suffer from degree of SAD. Nghĩa là trong cái cuốn sách bán chạy, bestseller của ông này tên là Building a Healthy Workforce, dựng nên một cái lực lượng làm việc khỏe mạnh, thì ông nói là khoảng 15 triệu người Mỹ là bị một vài cái mức độ của bệnh SAD. But as London says in his book, the winter blues last longer than just the 3 or 4 months of winter. Cái bệnh này nó kéo dài hơn, lâu hơn là chỉ có 3-4 tháng của mùa đông. People with SAD begin to notice their moods changing as soon as they start thinking about the onset of winter. Người ta bắt đầu để ý cái sự thay đổi về moods. Về cái tinh thần thay đổi khi mà họ bắt đầu nghĩ về cái onset of winter. Cái onset of winter nghĩa là nghĩ về cái mùa đông đang đến, đúng không? Phải vậy không? Phải vậy không Hà? Onset là bắt đầu mùa đông. Dạ, đúng rồi. For many people, the symptoms of SAD are triggered as soon as the clocks go back an hour and we lose an hour of sunlight. Với nhiều người cái triệu chứng của nó là
nó được kích hoạt, trigger, cái triệu chứng của bệnh này được kích hoạt ngay khi mà cái đồng hồ á, nó tua ngược về một tiếng đồng hồ. Và chúng ta mất đi một tiếng đồng hồ có ánh nắng mặt trời, sunlight. Rồi, như vậy cái chữ drastically ở đoạn 1 được thay bằng chữ gì vậy Tuyết? À, dạ thầy, đợi em coi đáp án em chọn. Để em xíu em có phải đáp án bữa em chọn đó. Không nhớ là gì? Nào quên. Cái câu 5 á, cái chữ stress. Câu 5 câu này không chọn. Nhưng câu này bữa không chọn được thầy. Em để trống câu 5 này. Không biết dịch từ này sao chọn với biết cái này luôn á. Rồi ok. Cái trong bài nó là that can drastically affect a person's work performance, ảnh hưởng sâu, ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng rộng lên một cái work performance, sự làm việc của một người. Thì cái chữ drastically này có phải là ảnh hưởng sâu, rộng, ảnh hưởng lớn không? Lớn thì ở đây chỉ có chữ này nè, greatly này, lớn này, đồng nghĩa thôi. Còn slightly là chút xíu, moderately là vừa phải, normally là bình thường, chỉ có câu C là phù hợp thôi. Rồi cái chữ combat là gần nghĩa với chữ gì? Dạ em chọn câu B. Rồi chống, chống lại đúng không? Đấu tranh lại, tức là người ta go to extreme measures, tức là người ta dùng những cái biện pháp cực đoan để mà chống lại cái trầm cảm. Combat tức là fight against. Rồi câu 7, cái chữ onset bắt đầu đó là thì đồng nghĩa với đó thì chữ gì? Em chọn câu A. Chọn câu A. Beginning. Ok. Rồi. Còn câu 8 em chọn câu câu A á thầy, em không chắc em chọn câu A. Câu 8. Cái chữ trick kích hoạt. Cái triệu chứng của SAD được kích hoạt tức là được xuất hiện, được bắt đầu á ngay khi mà đồng hồ này nó tua về một tiếng. Như vậy cái vậy này cô đi. Chữ gì? Cô đi. Còn câu gì? Cô đi. Ừ đúng rồi. Start. Rồi bây giờ tới phần kỹ năng thứ hai là chủ yếu là nó sẽ hỏi cái câu hỏi là what is the main idea of the passage? Chủ đề chính, ý chính của cái bài, của cái đoạn là gì? Bây giờ nó ví dụ cho em ha. Rồi nó có một cái bài. Bài giải thích là chọn câu C. Em đọc cái bài này chưa? Chắc là mấy bài dưới, bài này là bài ví dụ, có đọc làm không? Dạ không thầy. Không rồi. Không đọc ví dụ mà vô nhảy vô làm luôn, mạnh dữ. Nó hỏi là what is the main idea of the passage below? Cái ý chính của cái đoạn văn dưới đó là cái gì? Rồi, câu A, the assistance of technology advancements in distant learning. Sự hỗ trợ của technology advancements. Có nghĩa là sự tiến bộ về mặt công nghệ. In distant learning tức là trong việc học từ xa. Câu B là global popularity of distant learning, nghĩa là sự phổ biến toàn cầu của việc học từ xa. Câu C là some positive aspects of distant learning, một vài cái khía cạnh tích cực của việc học từ xa. Và people who benefit from distant learning, những cái người mà được cái lợi ích từ cái việc học từ xa. Bây giờ nó có một cái bài, bắt đầu ngồi đầu. In this day and age, distance is no longer an obstacle to learning. Thanks to advancement
in technology. Tức là ngày nay khoảng cách là không còn là trở ngại cho việc học nhờ vào advancements, những sự tiến bộ trong công nghệ. Through global networks, students across national borders can participate in lectures given by a professor on the other side of the world. Là qua cái mạng toàn cầu, sinh viên ở các cái biên giới, dọc theo các biên giới các quốc gia, national borders, có thể tham gia vào những bài giảng được thực hiện bởi một giáo sư ở bên kia của thế giới. Ở bên kia thế giới là ý nói là cái bán cầu bên kia á, không phải là bên kia thế giới là cõi chết đâu. However, it is important to note that distant learning has attributed to many other advantages that have added to its popularity. Có nghĩa là cũng quan trọng là phải để ý là cái việc học từ xa là cũng vì có nhiều cái lợi ích khác, có nhiều cái điểm thuận lợi khác mà nó làm cho nó phổ biến. Là việc học từ xa là nhờ có nhiều cái điểm thuận lợi cho nên nó mới được phổ biến. Rồi. Distance learning is certainly an option to consider for those who pursue further education due to flexibility of the courses. Học từ xa chắc chắn là một cái option để mà xem xét đối với những người mà muốn gọi là pursue further education, tức là học lên cao. Due to flexibility of the courses. Due to tức là because of. Due to tức là because of. Bởi vì cái sự gọi là linh hoạt, flexibility của các khóa học. Since the courses are not bound by annual semester schedules, learners can take the courses when they need them. Nhưng mà các khóa học, bởi vì các khóa học không bị giới hạn bởi các cái lịch học kỳ hàng năm, thì người học có thể học các khóa học khi mà họ cần. Lúc nào cần mới học chứ không phải là theo lịch. This means users can decide when to start and finish the courses as well as the assignments. Quyết định khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, khi nào làm các cái assignments. Nghe chưa? Besides flexibility, there is the convenience of listening to the lectures behind the computer screen at home or in the office. Bên cạnh cái sự linh hoạt thì có cái sự tiện lợi về việc là nghe giảng bài đằng sau cái màn hình máy tính, trong nhà hoặc trong văn phòng. This is perhaps what draws most people to register for online courses. Đây có lẽ là cái mà nó draws. Cái chữ draws này không phải là vẽ đâu. Cái chữ draw này có nghĩa là, nó có nghĩa là thu hút. Cái này là cái thu hút người ta để đăng ký cho những khóa học online. All people need in order to listen to the lectures is an internet link computer. Tất cả người ta cần để mà nghe bài giảng đó chính là máy tính có kết nối internet. Hence, vì vậy, people, especially those with full-time jobs, can save considerable time traveling to classes. Tiết kiệm rất nhiều thời gian mà phải di chuyển đến các lớp học. Also, distance learning has proven to be effective for those who prefer to learn in solitude. Học từ xa là hiệu quả cho những người mà muốn học in solitude. Tức là học một mình, học trong cái sự cô đơn, học một mình, đơn độc. These types of learners would include learning challenge students, introverted students, and ordinary students who just need more time to comprehend a lesson than others. Những cái kiểu học này á, nó bao gồm là những học sinh mà được thách thức bởi việc học nè, rồi introverted tức là học sinh mà hướng nội, học sinh mà hướng nội tức là hướng vào nội tâm, ít nói á, và ordinary students, học sinh bình thường mà chỉ cần thời gian để mà hiểu bài nhiều hơn, cần nhiều thời gian hơn để hiểu bài so với người khác. Cần hiểu nhiều thời gian hơn để hiểu bài có nghĩa là sao? Hiểu chậm.
chẳng hiểu. That means it takes a lot of time for them to understand the lesson. It takes them more time than a normal person to understand the lesson. Mất của họ nhiều thời gian hơn một người bình thường để hiểu bài đó. In this regard, distance learning has opened the door to greater opportunities for a greater number of people. Vì điều này cho nên là việc học từ xa đã mở cánh cửa ra những cơ hội lớn hơn cho một số lượng lớn con người. Như vậy bây giờ nó giải thích nè. Cái chọn lựa chọn đúng là lựa chọn C, some positive aspects of distance learning. Vài khía cạnh tích cực của việc học từ xa. Thì đó, nó phân tích bốn đoạn là bốn cái coi như cũng gần như là bốn khía cạnh rồi, đúng không? Toàn là để nói là được cái này, được cái kia, được cái nọ khi học online. Vậy là some positive aspects, một vài khía cạnh tích cực. Rồi ha. Như vậy bây giờ mình có cái đoạn khá là dài. Hãy sẽ đọc khúc đầu. Hà sẽ đọc khúc tiếp theo và khúc cuối cùng là của Tiết ha. Tới chỗ đi khúc cuối này thì thầy sẽ hỗ trợ em. Em sẽ đọc từ chỗ finally này cho đến trước chữ finally này ha. Yeah. Attending a community college is much cheaper than attending a university. For example, tuition at a local community college I attended might cost less than $3,000 for 2 years. Đi học cao đẳng cộng đồng là rẻ hơn học đại học. Ví dụ, học phí tuition ở trường cao đẳng cộng đồng của địa phương là tốn ít hơn 3,000. Tức là quy tiền Việt là gì? Tốn ít hơn khoảng hơn 60 mấy triệu cho 2 năm. The same classes taken at a nearby university would cost almost $5,000. Những cái lớp học tương tự mà học ở một trường đại học á, gần đó đó là sẽ tốn gần như là khoảng nhiêu? Khoảng hơn 110 triệu, đúng không? In addition, thêm vào đó, một trường đại học sẽ tính tiền nhiều hơn, charge more cho cái phí gọi là parking, đậu xe nè, photocopying at the library, cafeteria food, campus health clinic services. Đây là dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên trường à, cái này tính luôn ha. And textbooks, sách giáo trình. No matter how the total bill is calculated or what is included, it is more expensive to study at the university. Không cần biết là tính bằng tổng bill như thế nào hay là có cái gì trong đó thì học trường đại học thì luôn tốn kém hơn. Rồi, continue. Yeah. Khi học ở trường cao đẳng thì nó có rất nhiều cái tiện ích bởi vì nó đặt tại một cái khu vực gọi là địa phương. Không phải. Cái câu này ý là nó tiện hơn bởi vì cái chỗ của nó tiện hơn bởi vì cái vị trí của nó. Location. Vậy là nó tiện hơn bởi vì cái địa điểm của nó. Rồi, tiếp. Yeah. Đi đến một cái trường đại học thì thường yêu cầu những cái học sinh cấp 2 phải tốt nghiệp và sống xa nhà. Nhiều người trong số họ thì miễn cưỡng. High school là cấp 3 làm... hả? Ý chỗ này là như nè, yêu cầu là những em học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 là phải sống xa nhà. Và nhiều trong số chúng là reluctant to do so, có nghĩa là do dự khi mà làm như vậy. À. Do dự. Và trong số họ thì trong số học sinh đó thì chỉ từ 17 hoặc là 18 tuổi và nó là rất là có ít kinh nghiệm khi mà phải sống xa nhà. Có điều đó rất là khó cho những người trẻ. Dạ. Yeah.
có rất ít kinh nghiệm sống xa nhà. Dạ. Điều đó thì rất là khó cho những người trẻ phải đột ngột tìm đem sao là chính họ. Khi cái chữ find ở đây á, cái chữ find ở đây không phải là tìm cái gì hết đâu. Nó là nguyên một cái cụm luôn, đó là find themselves far away from their families. Cái chữ find ở đây có nghĩa là see, thấy. Sẽ khó cho những người trẻ này là đột nhiên nó thấy là bản thân nó xa gia đình. À, cái chữ find đây là cảm thấy, là nhìn thấy, chứ không phải là tìm kiếm gì đâu. Rồi tiếp. Thêm vào đó thì một số phụ huynh thì chuẩn bị đưa những cái đứa con của họ đến một cái trường đại học ở xa, khoảng cách là xa được rồi, còn khoảng cách nữa xa. Dạ, trường đại học xa. Bởi vì phần lớn họ, phần lớn thì khu vực phần lớn mọi khu vực, phần lớn là phần lớn area, khu vực, tức là thì mọi khu vực đều có một phần lớn community college, là đều có một cái trường cao đẳng cộng đồng. Và những học sinh, cái người mà phải lựa chọn để đến cái môi trường cao đẳng có thể tiếp tục ở gần với ba mẹ của họ khoảng 2 năm. Rồi. Cao đẳng cộng đồng nha, community cao đẳng cộng đồng. Dạ. Em cuối cùng thì có những cái lợi ích giáo dục để tham gia vào một cái trường cao đẳng cộng đồng. Cuộc sống tại trường đại học thì rất là khác so với cuộc sống ở các cái trường cao đẳng cộng đồng. Cái khuôn viên của một cái trường đại học thì sẽ kiểu như là sẽ có cung cấp những cái gọi là những cái sự kiện này, sự kiện thể thao đa dạng. Rồi, tức là trong một cái khuôn viên trường đại học là sẽ có nhiều sự kiện thể thao, các cái thể loại bữa tiệc, và students, sinh viên có thể dễ dàng là bị sao nhãng, bị phân tâm trong cái chuyện học hành. Rồi các trường này thì nó có trường cao đẳng cộng đồng này, nó sẽ có một ít cái học sinh hơn và ít những cái hoạt động ngoại khóa hơn. Và có lẽ là sẽ có cái môi trường tốt hơn cho cái việc học nghiêm túc. Rồi thêm vào đó thì cơ sở vật chất ở cái thư viện tại cái trường cao đẳng cộng đồng thì nó cũng không có gọi là lớn hơn tại các cái trường đại học. Nhưng mà nó cũng đủ các cái loại đủ cho cái yêu cầu trong những cái năm thứ nhất với năm thứ hai. Ok. Class size. Cái đây gọi là giống như kiểu một lớp có bao nhiêu người á, thầy ý là độ lớn. Tỷ số. À dạ. Tỷ số lớp thì cũng sĩ số lớp thì cũng là một cái vấn đề để phải xem xét. Dạ, phải xem xét. Rồi cái khóa học giới thiệu tại những cái trường đại học ấy thường sẽ có khoảng 50 đến 60 thậm chí là 100 sinh viên. Rồi những cái lớp học lớn rồi rồi, cái chỗ đó nè. Introductory courses, nghĩa là những cái khóa học nhập môn.
À, dịch là những khóa học nhập môn, khóa học đại cương. Thì nó có là 50 đến 60 hoặc là thậm chí 100 sinh viên. Và in such large classes, trong những cái lớp học to rộng như vậy á, thì student teacher interaction usually is minimal. Cái sự tương tác giữa giáo viên và học sinh thì là tối thiểu, minimal. And learning can be more difficult for some students. Việc học có thể rất là khó cho một vài sinh viên. Only the teaching at community colleges is often better than the teaching at a university. Việc dạy ở trường cao đẳng á, nó lại tốt hơn ở trường đại học. Vì professors, giáo sư ở cao đẳng cộng đồng á, have same credentials as those at universities. Giáo sư mà dạy cho cao đẳng cộng đồng thì có cùng bằng cấp kinh nghiệm giống như những người ở trường đại học. Và các giáo sư ở trường cao đẳng cộng đồng thì lại dành hầu hết thời gian để chi? Teaching. Spend most of their time teaching. Dành hầu hết thời gian để dạy. Instead of conducting research as university professors have to do. Thay vì là nghiên cứu giống như là các giáo sư của các trường đại học phải làm. À, bên cao đẳng là mấy ông này chuyên thì dạy, dạy nhiều. Còn bên đại học mấy ông kia là phải nghiên cứu nhiều. Đó. Vậy bây giờ mới hỏi em nè, what does the passage mainly discuss? Cái đoạn này là bàn chủ yếu là về cái gì? Pros and cons, điểm lợi và điểm bất lợi của việc học cao đẳng cộng đồng. Có điểm bất lợi không? Không hay. Cô Bi quá thầy. Cô Bi, cái lợi của việc tham gia là đi học community college cao đẳng cộng đồng. Chính xác, OB. Còn đây là sự quan trọng của việc đi học, không phải drawbacks, những bất lợi của việc học cao đẳng cộng đồng, không đúng luôn. Như vậy là câu B là câu đúng nhất, duy nhất ha. OB. Rồi. Đoạn tiếp theo. Nhiều người khi mà giới thiệu với người khác biết cái mà họ đang quên, rằng là họ sẽ quên tên của người kia, biết rằng họ sẽ quên tên của người kia, và một cái lý do đó là họ sẽ nhớ một cái chuỗi cái sự giới thiệu, mặc dù là thật sự họ không có nhìn mặt của những người đang giới thiệu cho. Dạ. Và fear of the failure là cái nỗi sợ của sự thất bại. Là hy vọng một điều đảm gì bảo đó. Guarantee là đảm bảo. Dạ, đảm bảo cái mà họ sẽ không thành công. Gì mà cái mà họ sẽ thành công em? Xong em cứ cái mà. Cái chữ dash đâu phải là lúc nào cũng phải dịch là cái mà đâu. Cái chữ dash lúc chỗ này em phải dịch nó là rằng. Rằng họ sẽ không thành công. Đó, hay mà... liền. Dạ. Mặc dù những người đó đã nhìn cái gương mặt mới khi mà thường phải xem họ là thơ, những cái thầy General Peter là những bức hình đang nói gì chung. Những bức hình tập thì những bức hình chung và không có thật sự là nhìn vào cái tính chi tiết cụ thể tuy nhiên thì cái trí nhớ của chúng ta làm việc bởi cái sự kết nối giữa cái ý tưởng và bởi sự chú ý nhiều thứ, mọi thứ bên ngoài. Không, sự tập ngoài mình. Mà là chú ý bất kỳ thứ gì mà nó outstanding. Tức là chú ý bất kỳ thứ gì mà nó xuất sắc hay là nó nổi bật. Đó. Yeah. Thường chú ý vào những thứ nổi bật
Và cái thiết yếu khi mà chúng ta nhìn cái một cái gương mặt mới thì chúng ta thường nhìn một cách chính xác rằng là cái chúng ta có thể nhớ bất kỳ cái đặc điểm quan trọng. Chỗ này là it is essential that. Em đừng có dịch cái chữ it ra là bằng nó nữa, tại vì đây chỉ là chủ ngữ giả trong câu để cho người ta có thể sử dụng được cái chữ essential, cần thiết á. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt mình không có dịch sát rạc ra như vậy, mà là em phải nói là khi bạn nhìn thấy một khuôn mặt mới, bạn nhìn nó cẩn thận kỹ lưỡng để bạn có thể nhớ any unusual features, để bạn có thể nhớ bất kỳ một cái đặc điểm nào đó khác biệt, thì cần thiết. Cái mà thì cần thiết không phải là em dịch ngay đầu câu, mà nó phải nằm ở cuối. Nhưng mà trong tiếng Anh phải viết ngược lại, it is essential that. Được không? Yeah. Rồi. Cái đó không có nghĩa là điều này, cái chữ this đây này. Điều này không có nghĩa là, không có nghĩa là không nhìn rõ một người, khuôn mặt của một người. Điều này không có nghĩa là nhìn rõ. Nhưng tương tự như hoạt động hoặc là intelligent, insight là thấy intelligent là thông minh, mà insight thì em không biết dịch câu đó là sao thầy. Nhức đầu quá. Em có xài Google Việt không vậy? Dạ không thầy, em đọc rồi em tra từng từ, em không biết đó thầy. Trời ơi. Đây đây. This does not mean peering rudely at the person's face. Điều này không có nghĩa là, điều này là gì? Điều này có nghĩa là nhìn vào mặt người ta để nhớ cái đặc điểm mà unusual, cái đặc điểm lạ thường á. Thì điều này không có nghĩa là peering rudely at the person's face. Điều này không có nghĩa là peer. Peer có nghĩa là look closely, carefully, nhìn kỹ, nhìn gần. Vậy là điều này có nghĩa là, không có nghĩa là mình nhìn cho kỹ, cho gần sát mặt người ta một cách thô lỗ. Mà simply, đơn giản là sao? Taking an active intelligent interest, nghĩa là đơn giản là quan tâm một cách tinh tế, nhẹ nhàng, khéo léo. Vậy thôi. Thầy ơi, thầy dịch hay quá. Em nhiều khi dịch vào nó dịch na ná rồi chọn thôi thầy, chứ còn nhiều từ nhiều khi mà rõ ràng là cái từ đó dịch ra như vậy, nhưng mà khi mà ghép lại một đám nghe nó kỳ lắm. Đúng rồi thầy, nghe nó, em biết cái từ đó sẽ dịch như thế nào luôn á thầy. Đúng rồi thầy, kiểu như em đọc sơ cái đoạn này xong cái nó nó đang nói gì thôi, chứ nếu mà dịch kỹ thì không có. Đúng rồi thầy, nhìn nó kỳ lắm thầy. Đấy rồi nói là bọn em có thể dịch để tự làm, nhưng mà đến khi mà dịch ra cho thầy nghe là bọn em không dám dịch đâu thầy. Ra là tại vì nó có nhiều từ mới đối với tụi em, cho nên là cái việc dịch ra để hiểu rồi để làm nó cũng là một cái cách để cho các bạn nó dễ hiểu hơn, để em đỡ gặp khó khăn. Chứ thực sự bản chất á là em mới hiểu là giống như là bây giờ thầy nói với em một câu là what is your name, em đâu có dịch ra nữa, em đã biết nó là cái gì rồi, bắt đầu em mới trả lời my name is Tuyết. Chứ em trong đầu của em nó không hề có một cái chuyện là xảy ra đó là what is your name, là tên bạn là gì, rồi trả lời tên tôi là Tuyết, mà tên tôi là Tuyết tiếng Anh dịch ra là my name is Tuyết, rồi đó em mới trả lời ngoài miệng là my name is Tuyết. Cái quá trình đó nó không có xảy ra, đúng không? Yeah. Ừ yeah. Là tại vì cái câu mà what is your name là bây giờ nó nằm trong cái gọi là cái phần sâu rồi, cái phần trí nhớ không phải là trí nhớ tạm nữa, mà nó giống nó nằm trên ổ cứng luôn,
nằm HDD, SSD rồi chứ nó không còn nằm trên RAM nữa. Cho nên là đụng vô là biết liền, kích hoạt liền, nhớ liền, trả lời liền, phản hồi liền. Còn các cái từ vựng mới bây giờ em đang đọc, em đang tra cứu, em đang học, nó còn nằm trong cái bộ nhớ RAM, bộ nhớ đệm, bộ nhớ tạm. Nó chưa phải là vĩnh viễn. Đó. Nó chưa có biến thành data, nó chưa biến thành dữ liệu, nó chỉ mới là information. Cho nên là mới dịch. Thành ra là học tiếng Anh mà một phần là giống như đang học dịch đó, đang học dịch thuật một phần. Nó cũng gần giống với học dịch thuật thì nó cũng gần giống vậy thôi. Cho nên đoạn văn nó nhiều từ thì hơi chịu khó dịch ra. Chứ thực sự là em làm đề thi là em vô em đọc cái chỗ đó em hiểu rồi em chọn đáp án luôn, chứ không có quá trình dịch ra như vậy, đúng không? Rồi tiếp đi. Rồi dạ tới lượt em. Dạ. Sao sao còn cười vậy tí? Cười cái nữa tí. Tới lượt em. À, bạn có thể luyện tập cái này bằng cách là nhìn vào cái mọi người, nhìn vào người ta ở cái những cái nơi mà công cộng và gọi là những dịch công cộng đúng không thầy, những cái nơi đúng mà rồi. Gọi là ở những nơi công cộng và có cái khúc này là giving yourself different là có phải là đưa ra cho mình những cái sự khác cái gì nha? Nguyên một câu cho tới hết luôn. Giving yourself different parts of the face to look at. Có nghĩa là cho phép bản thân nhìn vào những bộ phận khác nhau trên khuôn mặt. Dạ. Ý là mình có thể tập nhìn vô mặt người ta ở những nơi công cộng đó, và phải cho phép bản thân là nhìn vô nhiều bộ phận khác nhau, khu vực khác nhau trên bản mặt của người ta. Dạ. Một ngày thì bạn có thể tập trung vào cái mũi, ngày khác thì có thể vào lông mày, rồi ngày khác nữa là vào cái tai hoặc là cái hình dáng dạng của gì? Của cái này gọi là cái đầu của thầy, cái đúng khuôn rồi, mặt, chính toàn xác. Bộ cái khuôn mặt nha, mặt chung, rồi bạn sẽ bị ngạc nhiên khi thấy rằng mỗi phần của mỗi khuôn mặt thì nó cái này sao ta Mỗi phần của của mỗi khuôn mặt thì nó varies enormously from person to person. Nó biến động lớn, varies enormously, thay đổi, nó biến động, nó biến thay đổi thiên lớn, rất biến động lớn, lớn từ người từ tới người này người sang người và khác, từ người này sang người khác và cái khả năng để ý cái sự khác biệt của bạn ngày càng càng tăng sẽ giúp cho bạn sẽ giúp nhắc nhở bạn về những cái người mới mà bạn gặp. À, tức là nó sẽ giúp bạn nhớ những cái người mới mà bạn gặp. Tức là ai thì mai là nghĩ gốc là nhắc nhở. Trường hợp này có phải là khi em dịch chuyển nhớ ra em dễ hiểu hơn không? Dạ sẽ để giúp bạn hơn nữa thì bạn có thể sử dụng cái cách đó là nhớ nhớ tên khi mà được giới thiệu, rồi khi nếu như mà phù hợp thì thích hợp thì nó có thể hỏi tên để lặp lại và sau đó sử dụng không nó phải, tức là nếu như phù nói hợp đi nói thì lại. nếu như phù hợp á, thì yêu cầu người ta tên. À, yêu cầu người ta nói tên đó thầy. Đúng rồi, yêu cầu người ta nói lại cái tên, lại cái tên. Yêu cầu người và có thể sử dụng nó cái kiểu như là nói cái tên nó lịch sự trong những cái
cái cuộc đối thoại giữa mình với người ta thầy, ý ý là cái câu này là em hiểu như vậy đó. Đúng rồi. Rồi lịch sự hơn thì sử dụng tên của một người cái khúc này bạn dịch ngữ để sẽ lịch sự hơn khi mà dùng cái tên của người bạn vừa mới gặp hơn là kêu họ bằng những cái you, he, she mà nói đến người thứ ba. Nên khi em với cái người thứ ba thì em nói là he, she, anh ấy, cô ấy thì nó sẽ không hay bằng mà em kêu cái tên của người ta luôn. Yeah. Em, giống như thầy đang nói chuyện nói là Hà đâu rồi? Vậy dễ hiểu không? Chứ không lẽ giờ cô ấy đâu rồi? Đúng không? Đó, dùng cái tên. Đó rồi. Another good idea is to ask about the meaning of the person's surname. Một ý hay khác là hỏi về cái ý nghĩa của họ của người đó. Cái họ của cái tên. Most people have some knowledge of or are interested in the meaning of their names and are happy to talk about it. Nhiều người có kiến thức hoặc là có quan tâm về cái ý nghĩa của tên họ và rất vui khi mà họ được nói về nó, nói về cái ý nghĩa của cái tên của họ. But during the conversation, if there is anything unusual about either the face or the name, try to link it with something else that will help you to remember. Là trong lúc hội thoại, nếu như có cái gì bất thường về cái mặt hay cái tên, thì cố gắng là link, kết nối nó với một cái gì khác mà nó sẽ giúp cho bạn remember, nhớ. The advantage of this is that the more successful you become at remembering names, the more confident and happier you will be about meeting new people. Cái hưởng lợi của việc này đó là nếu bạn càng thành công trong việc trở, trong việc gọi là nhớ tên, thì mình càng tự tin, càng vui vẻ khi mình gặp những người mới. Rồi, như vậy nó nói, nó hỏi em nè. What does the passage mainly discuss? Cái đoạn này là chủ yếu bàn cái gì? Cái này chọn cái nào? Yeah. Em nghĩ là chọn cô C, những cái cách mà để giúp cho nhớ một cái tên. Đúng rồi, em cũng nghĩ câu đó thầy. Ừ. Rồi, câu A là và lý do người ta hay khó nhớ tên mà. Cũng không được, một vài điều quan trọng người ta nên tránh giới thiệu người mới. Nói chung chỉ là một khía cạnh thôi. Some problems, một vài vấn đề nè, ngăn người ta nhớ cái tên và mặt, cũng chỉ là một khía cạnh thôi. Rồi, như vậy là câu C, một vài cái cách để giúp nhớ tên và mặt. Hey, ok, very nice. Rồi đoạn tiếp theo. For many people, leisure time is an opportunity to get outdoors, have some fun, and meet interesting people. Là leisure time là giờ giải lao, giờ chơi, giải trí á, là phải ra ngoài đi chơi, gặp những người thú vị. Today, with two pieces of sophisticated 21st century technology, global positioning system, GPS devices, and the internet, people can enjoy their leisure time with geo catching. Nghĩa là có hai cái mảng công nghệ phức tạp của thế kỷ 21. Đó là GPS, tức là hệ thống định vị toàn cầu, và internet, thì người ta có thể tận hưởng cái thời gian rảnh rỗi này với cái gọi là geo catching.
Cái chữ geocaching là bắt nguồn từ chữ geo là earth, trái đất ha, và cache là hidden storage, bộ nhớ đệm. Rồi, geocachers log on to a website to find information about the location of a cache. Tức là geocachers đăng nhập vào website để tìm thông tin về vị trí của một cái cache, một cái bộ nhớ đệm. Rồi, thường là một cái waterproof plastic box, một cái hộp bằng nhựa chống nước. Waterproof là chống nước. Rồi sao nữa? Chứa những cái vật nhỏ, ví dụ như là toys, đồ chơi nè, CDs. À. Rồi gì nữa hả? Dạ, và một cái quyển nhật ký nơi mà cái người tìm có thể bình luận hoặc là đọc về cái bộ nhớ đệm chính chủ của chính chủ. Đọc về cái người chủ của bộ nhớ đệm. Mà không là đọc. Cái chỗ này, cái chữ learn có nghĩa là tìm hiểu. Tìm hiểu về cái người chủ của bộ nhớ đệm. Dạ. Người chủ đó là người mà đã tạo và ẩn đi cái bộ nhớ đệm đó. Người tìm có thể là mang cái những cái mục, bất kỳ cái mục nào trong cái bộ nhớ, nhưng nó phải được mong đợi để nhưng họ được mong đợi chứ, nhưng họ được mong đợi để đặt lại cái thứ mà có cùng với có cùng giá trị, họ có thể đến thao đến đến một cái website lần nữa và viết ra một cái tin nhắn cho người, cho chủ máy. Geocaching đã trở nên dễ dàng vào đã trở nên có dễ dàng vào ngày 1 tháng 5 năm 2000 khi mà Tổng thống Bill Clinton ra thông báo rằng là cái hệ thống vệ tinh sẽ phát triển bởi một đã cái, được phát triển bởi đã được phát triển bởi US Department, một cái công ty nào đó đi thầy, nó sẽ được làm US Department of Defense là Bộ Quốc phòng của Mỹ. Bộ Quốc phòng của Mỹ sẽ được làm gọi là phổ biến. Rồi nó sẽ không có sử dụng cái GPS, thiết bị GPS đắt tiền, mà mọi người bất kỳ mọi người trên trái đất sẽ được có thể gửi cái vị signal là tín hiệu, mọi người bất kỳ gọi đến tín hiệu. Để người nào trái đất cũng có thể gửi một cái tín hiệu lên trên satellite, cái vệ tinh, lên trên vệ tinh, đi trên cái vệ tinh và nhận được cái thông tin về cái vị trí của họ. Và điều cơ bản là cái phiên bản công nghệ cao này nó sẽ định hướng cái mà sử dụng la bàn, sử dụng bản đồ và cái la bàn để xác định vị trí của một người nào đó. Hey, this is basically a high-tech version of Orient Turing. Đây cơ bản là một phiên bản công nghệ cao của việc điều hướng, là dùng bản đồ và la bàn xác định vị trí một người. Rồi, đoạn tiếp theo. Geocacher là một cái nhóm mà nó gọi kiểu như là, cái từ này mình dịch là một cái nhóm rất là cẩn thận đó thầy. Cẩn thận.
cẩn thận thì nó chưa chính xác lắm, dùng tạm thôi. Chứ thực ra nó có nghĩa là thấu đáo, biết suy nghĩ. Dạ, yeah. Thì cái người người chủ được yêu cầu để nghĩ một cách cẩn thận về cái vị trí, về một cái vị trí của cái bộ nhớ đệm để kiểu như là mang lại cho cái người tìm kiếm một cái trải nghiệm thú vị, chẳng hạn như là một cái view đẹp, kiểu như là cái nhìn đẹp cái gì gì như thầy, hay là cái để cho người tìm có một cái trải nghiệm thoải mái, vui vẻ. Ví dụ như là một cái beautiful view, tức là một cái góc nhìn đẹp, hoặc là good campsite, cái chỗ cắm trại hay. Rồi. Họ cũng phải xem xét về cái tác động của môi trường, của cái bộ nhớ đẹp của họ, bởi vì nó nó có thể dẫn đến là một cái số lượng cái người tham quan đối với cái khu vực này thì đã tăng lên. Rồi. Rồi đối với cái nội dung của bộ nhớ đệm thì cái người chủ sở hữu và cái người tìm kiếm thì đã được hỏi, được yêu cầu, được yêu cầu để nhớ rằng những cái bộ nhớ đệm thì được tìm thấy bởi geocat ở tất cả độ tuổi, và bất kỳ những cái thành quả hay ho nào trong catches nên phù hợp cho cả gia đình. Thôi thầy dịch phần 5 đi thầy ơi, em mới coi được có tí xíu là chưa có dịch được cái phần phía sau nữa thầy. Thầy dịch giúp em. Rồi. Yeah. Bởi vì geocaching là một cái hoạt động mới và được govern, được giám sát chỉ bởi cái sự đồng ý chung của mọi người trong một cái nhóm bạn bạc online. Cho nên nó luôn luôn là changing, thay đổi. Và cái sự biến đổi này bao gồm travel bugs, nghĩa là những objects with tags that ask finders to move them to new locations. Những cái vật thể mà có những cái thẻ tag yêu cầu người tìm là phải dời qua vị trí mới, which are then tracked online, và sau đó có thể bị tracked, theo dõi online, lần theo dấu vết online. Multi catches direct finders from one location to the next until they locate the actual catch. Cái mà bộ nhớ đệm đa nhiệm hay là nhiều bộ nhớ đệm là đưa người tìm kiếm từ một chỗ này qua một chỗ khác cho đến khi họ đã truy ra được cái bộ nhớ đệm thực sự. Còn virtual catches, bộ nhớ đệm ảo thì nằm ở đâu? Parks or environmentally sensitive areas where physical catches are not appropriate. Bộ nhớ đệm ảo là nằm ở trong công viên hoặc là những cái khu vực nhạy cảm về môi trường, nơi mà các physical catches không phù hợp. These are usually landmarks such as monuments or historical markers. Những cái nơi này thường nó là landmark, hoặc là những cái gọi là monuments, có nghĩa là cái tượng đài, đài tưởng niệm, hoặc là những cái gọi là di tích lịch sử. Interested in geocaching? Quan tâm đến nó không? Look for geocaching groups and events in Europe, Russia and the United States.
or visit geocaching websites from any computer in the world. Tham gia các cái trang web geocaching từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới. Bây giờ đoạn này nó có một câu hỏi, what is the passage mainly about? Cái đoạn này là nói về cái gì là chủ yếu? New leisure activity, new computer program, good computer component, online discussion group. Thì chủ đề chính của câu này là cái gì? Dạ, em nghĩ là câu B là cái chương trình của máy tính hả thầy? Chương trình máy tính. Em cũng nghĩ vậy thôi thầy. Em cũng nghĩ vậy. Mặc dù nãy giờ nói là thấy là nói là toàn là nói về chương trình máy tính đúng không? Nhưng mà có chắc không? Dạ thầy, cái câu C mà cái từ cuối cùng Component gì đó thầy, Component, cái đó nghĩa là gì vậy thầy? Component có nghĩa là phụ kiện hay là bộ phận. Nếu mà không phải câu bi thì chắc là câu câu đi ấy thầy, chứ cái câu này câu A thì em nghĩ là không phải rồi. Câu C thì nói là những cái bộ phận máy tính thì muốn biết cái này là cái cũng gì, phải là bộ phận luôn. Hãy nhìn lại từ đầu người ta nói cái gì. For many people, với nhiều người. Leisure time, thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi giải trí, là một cơ hội đi ra ngoài, have fun, gặp người vui vẻ. Và ngày nay với cái công nghệ, hai cái mảng công nghệ quan trọng phức tạp của thế kỷ 21 thì GPS và Internet, người ta có thể tận hưởng cái leisure time bằng geocaching. Rồi phân tích geocaching là làm gì, làm gì, làm gì. Nhưng mà cái ý chính của bài này là đang nói về một cái gì? Một cái new leisure activity, một cái hoạt động giải trí mới. Đó chính là geocaching. Được không? Rõ chưa? Có thắc mắc phản biện gì không? Dạ, bị đánh lừa. Lừa cú ngoạn mục luôn. Tại vì lo đọc chăm chăm ở phần thân, cái phần body á. Nhất là phần body với lại phần ending, thân với kết á. Mà quên đi cái phần opening, cái phần mở chính là, có khi là cái ý chính là nó đã nằm ngay trên đầu rồi. Còn phút sau là giống như đọc cho biết, cho chơi thôi. Nó không phải... Khi mà mình ta hỏi mình là ý chính của đoạn văn là mình phải đọc câu đầu với câu cuối hay sao thầy? Đâu có. Ai? Em phải đọc hết. Em là đọc lướt ngang đó thầy. Người ta nói là ý chính nhưng mà phải đọc hết bài để coi coi người ta đang đặt cái ý chính của bài ở đâu. Nhưng mà đúng là thường là sẽ là đầu hoặc là đuôi. Nhưng mà có khi nó lại nằm ở giữa của không chừng những cái đoạn phức tạp. Nhưng mà thường là nó sẽ là ở đầu hoặc ở đuôi. Mà có khi nó không nằm ở đầu ở đuôi mà nó nằm ở toàn bộ bài luôn. Nó nằm ở toàn bộ bài luôn. Phải đọc hết bài em mới hiểu cái main idea. Đồng ý không? Nãy giờ có mấy đoạn là phải đọc toàn bộ cái bài đó mới chọn được một câu. Là trong bài đó không hề có một câu nào chỉ đích danh cái main idea hết, mà đã chỉ có đọc hết rồi mới suy ra được. Đó là một dạng. Một dạng nữa là đọc cái đầu, hoặc là coi cái đuôi, hoặc là coi cái phần body. Thì nó khó hơn. Đọc nguyên đoạn coi vậy chứ mình lại dễ hơn. Còn ở này đọc nguyên đoạn mà lại phải kiếm lại coi cái chỗ main idea lại nằm ở đâu, nó ẩn khuất ở đâu trong bài, đó mới khó.